Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì shop máy tính Phạm Dũng sẽ thực hiện test và gửi cái đơn hàng cho anh Nguyễn Anh Dũng ở Đồng Nai nhé. Đấy. Một cái con laptop máy tính xách tay hàng Dell luôn. Mã của nó là Dell 3460. Đấy. Thì đây về về phía bên ngoài thì không xước xát gì cả, như mới luôn. Đấy, các góc viền này không có một chút móp méo nhé. Mình quay tận cảnh cho các bạn xem này. Đó. Sau cũng thấy rất là đẹp luôn. Hàng thì vẫn còn nguyên zin. Đây là về phía bên trong. Đấy. Mình sẽ mở test luôn cho các bạn nhé. Đấy, máy khởi động ok luôn này. Con này chip Core i3 5000U, RAM 4GB ổ SSD 128, màn Full HD luôn nhé. Con này màn Full các bạn ạ. Rồi phụ kiện đi kèm thì có sạc nguyên zin này, sạc riêng máy của Nhật. Mình sẽ tặng cho một con chuột không dây này. Đấy, một cái bàn di chuột này và một cái cặp hãng đeo luôn nhé. Đấy. Ok, máy hoạt động và tất cả các phần mềm mình đã cài sẵn ở đây rồi. Trên đây mình có cài thêm phần mềm điều khiển từ xa này. Nếu các bạn có cần hỗ trợ thì mình sẽ hỗ trợ từ xa luôn. Như vậy tất cả các thứ hoạt động bình thường. Đấy, máy móc hoạt động ok nhé. Không có xước xát móp méo gì cả. Mình sẽ quay cái này đài lại khi vận chuyển. Thì các bạn có nhận được nó có vấn đề gì thì có thể báo cáo lại bên vận chuyển. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thực hiện, sau đây thì mình sẽ đi đóng gói để gửi hàng cho anh Tuấn Anh Dũng nhé. Các bạn có quan tâm đến laptop thì liên hệ với shop máy tính Phạm Dũng, số điện thoại 0975723045. Nhà mình có rất nhiều các loại mẫu mã chi tiết thì các bạn liên hệ với mình nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.